Hệ thống tiệm vàng Thanh Tín, Vĩnh Thành, Victory và Lạc trong Branson Rimor, thương xá lớn nhất của người Việt tại miền Bắc California, cần tuyển dụng một số vị trí sau đây. Nhân viên bán hàng thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt, giao tiếp, có kinh nghiệm bán hàng càng tốt. Không có kinh nghiệm sẽ được training. Thợ bạc chỉ cần có chút kinh nghiệm và sẽ được hướng dẫn thành thợ lành nghề nếu được nhận. Mọi liên lạc xin gọi số 408-858-1716, 408-858-1716.